được là vô cùng lớn. Đặc biệt, Đài Loan được bao quanh bởi các vùng biển và nhu cầu về tên lửa chống hạm là lớn nhất. Lockheed Martin là tập đoàn sản xuất hơn 500 tên lửa AGM-158C mỗi năm. Đầu tháng 4, tập đoàn này đã thông báo việc mở rộng năng lực sản xuất và nâng công suất sản xuất loại tên lửa này lên 1.000 chiếc mỗi năm. Lockheed Martin cũng sẽ tăng công suất sản xuất hệ thống phóng tên lửa đa nòng Hippocampus hàng năm từ 10.000 lên 12.000 hoặc 14.000. Có thể thấy, Mỹ đã bắt đầu tăng năng lực sản xuất đạn dược để giải quyết vấn đề lưu trữ đạn dược. Đối với Đài Loan, nếu xung đột xảy ra, nguồn cung vũ khí của Đài Loan cũng sẽ trở thành vấn đề lớn. Ngày 7 tháng 4 năm nay, Lầu Năm Góc công bố hợp đồng trị giá 1,17 tỷ đô bán 400 tên lửa chống hạm Harpoon cho Đài Loan. Tuy nhiên, thì ngay từ đầu năm 2020, Đài Loan và Mỹ đã đạt được thỏa thuận mua bán 800 tên lửa chống hạm Harpoon, 400 chiếc lần này chỉ là lô đầu tiên. Ngoài việc mua tên lửa Harpoon, Đài Loan và Mỹ cũng đang đẩy mạnh hợp tác và lên kế hoạch sản xuất đạn dược tại Đài Loan. Một phái đoàn gồm khoảng 25 nhà thầu quốc phòng Mỹ đến thăm Đài Loan vào đầu tháng 5, do cựu tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ Riddell dẫn đầu. Phái đoàn sẽ thảo luận về việc hợp tác sản xuất vũ khí với Đài Loan, ưu tiên tập trung vào máy bay không người lái và đạn dược. Trên thực tế thì kể từ năm 2017, Mỹ đã cử các phái đoàn quốc phòng đến Đài Loan. Học viện Khoa học Tôn Trung Sơn của Đài Loan hay tập đoàn Hanxiang cũng đang thực hiện nhiều dự án quốc phòng khác nhau và có ít nhiều hợp tác với các công ty Mỹ. Rupert Hellman Chambers, Chủ tịch Hiệp hội